Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Yêu sách tứ xa, thủ đoạn mới độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Các tuyên bố, quyết định về hành chính cũng như các hành vi pháp lý trên cái gọi là thành phố Tam Sa cùng những hành động quyết đoán trên thực địa đã đánh dấu việc đẩy mạnh yêu sách Tam Sa và tứ xa. Bước đi mới của Trung Quốc để đẩy nhanh âm mưu bá quyền Biển Đông của nước này trong bối cảnh đại dịch viêm phổi Vũ Hán vẫn đang hoành hành dữ dội trên toàn cầu và Trung Quốc đang phải đối mặt với những bế tắc trong và ngoài nước. Vào ngày 18 tháng 4 năm 2020, Bộ Dân chính Trung Quốc ra thông cáo Quốc vụ viện nước này mới đây đã phê chuẩn quyết định thành lập quận Tây Sa và quận Nam Sa trực thuộc thành phố Tam Sa của tỉnh Hải Nam. Đây là hình ảnh đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam lại bị Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp. Trung Quốc cũng vừa tuyên bố đặt chính quyền của cái gọi là quận Tây Sa tức Hoàng Sa của Việt Nam tại đây. Đây cũng chính là đơn vị hành chính được tuyên bố thành lập tại vị trí hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam đã tuyên bố chủ quyền theo luật pháp quốc tế. Theo trách nhiệm hành chính do Trung Quốc vừa tự đặt ra, quận Tây Sa quản lý quần đảo Hoàng Sa và bãi Trung Quốc gọi là Trung Sa và các vùng biển xung quanh. Chính quyền của quận Tây Sa đặt ở đảo Phú Lâm. Còn quận Nam Sa quản lý quần đảo Trường Sa cùng vùng biển xung quanh. Chính quyền quận Nam Sa được Trung Quốc đặt ở đảo Đá Chữ Thập của Việt Nam, nhưng đang bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp. Cái gọi là thành phố Tam Sa là đơn vị hành chính mà Trung Quốc đã ngang nhiên thành lập vào năm 2012 để quản lý Tây Sa, Trung Sa và Nam Sa. Và tiếp đó vào ngày 19 tháng 4, Bộ Dân chính Trung Quốc thể hiện một sự ngang ngược khi tự tiện công bố cái gọi là danh xưng tiêu chuẩn của hàng chục đảo bãi cạn trên Biển Đông, bao gồm những thực thể nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tờ Hoàn Cầu Thời báo thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, danh xưng tiêu chuẩn được công bố vào ngày 19 tháng 4 sẽ áp dụng cho 25 đảo đá và 55 thực thể địa lý dưới biển ở vùng Biển Đông. Ngoài việc tự tiện đặt tên các thực thể này, Trung Quốc cũng đã công bố kinh độ và vĩ độ của các bãi, đảo và thực thể. Nhiều đảo đá và thực thể này đã xuất hiện ở phần phía tây của Biển Đông và nằm dọc theo đường lưỡi bò mà Trung Quốc tự vẽ ra. Điều này vô tình giúp giới chuyên gia xác định được vị trí chính xác của các đảo, đá và thực thể mà Trung Quốc ngang ngược cho rằng thuộc quyền tài phán của họ. Và đáng chú ý, trong những thực thể này có những bãi cạn nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, có địa điểm chỉ cách bờ biển Việt Nam chưa đầy có 60 hải lý hoặc đường cơ sở Việt Nam khoảng 50 hải lý mà thôi. Và cùng với đó, gần đây Trung Quốc điều tàu thăm dò và tàu hải cảnh xuống Biển Đông, tập trận hải quân ở vùng biển khu vực, cho xuất hiện tàu hải cảnh ở eo biển Đài Loan, thậm chí có động thái gây chú ý ở biển Hoa Đông gần Nhật Bản. Chuỗi hành động vi phạm pháp luật nghiêm trọng này đã được thực hiện trong bối cảnh cả thế giới vẫn đang gồng mình chống lại dịch viêm phổi Vũ Hán và Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với những áp lực cả từ bên trong lẫn bên ngoài. Đây là hình ảnh chụp đoạn video ghi hình ảnh người dân ở Vũ Hán đã hò hét phản đối khi Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan đi thị sát vào hôm 5 tháng 3 năm 2020 ở đây. Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận định như sau. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có 5 nước thường trực, thì hết 4 nước Anh, Pháp, Mỹ và Nga đang bận đối phó với đại dịch trong nước. Trung Quốc, thành viên còn lại, đang tận dụng sự phân tâm của các nước và các cơ quan Liên Hợp Quốc đang tập trung chống đại dịch để thúc đẩy yêu sách ở Biển Đông. Trung Quốc có lịch sử tận dụng các cuộc khủng hoảng để chiếm hữu các lợi thế phục vụ những ý đồ chiến lược của họ. Chẳng hạn trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam sắp kết thúc vào năm 1974, Trung Quốc đã tấn công và chiếm đoạt trái phép quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Cũng tương tự như vậy, sau khi Philippines yêu cầu các lực lượng đồn trú của Mỹ ở vịnh Supilic và căn cứ lực lượng không quân ở Clark đóng cửa vào đầu những năm 1990, Trung Quốc đã chớp thời cơ chiếm giữ đá Vành Khăn và sự kiểm soát của Philippines, đó là vào đầu năm 1995. Và như vậy, Trung Quốc đã chớp lấy thời cơ để tăng cường sự kiểm soát của họ tại khu vực trong bối cảnh các quốc gia khác đang bị chi phối bởi đại dịch viêm phổi Vũ Hán, vốn xuất phát từ nước này. Bên cạnh đó, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, nguyên đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển, cố vấn cấp cao Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế, đã nhận định trong việc Trung Quốc đưa ra tuyên bố như vậy trong thời điểm này có nhiều lý do. Xuất phát từ những khó khăn trong nước, buộc Trung Quốc phải đẩy mâu thuẫn ra bên ngoài
để hướng lại sự quan tâm, chú ý của dư luận. Và ông nói, Trung Quốc đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn sau đại dịch viêm phổi Vũ Hán, kinh tế chỉ trệ, tăng trưởng chậm lại, đời sống nhân dân đi xuống và nhất là tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Đây là những vấn đề nan giải của lãnh đạo Trung Quốc. Những điều này hối thúc Trung Quốc đẩy mâu thuẫn nội tại ra bên ngoài, từ đó hướng lái sự chú ý dư luận trong nước và thu hút cộng đồng quốc tế. Do đó, vấn đề Biển Đông, Đài Loan là những ưu tiên để Trung Quốc thực hiện ý đồ này. Và với thất bại trong yêu sách đường lưỡi bò sau phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế PCA vào năm trước đây, Trung Quốc đã phải đưa ra chiến thuật mới trên biển vào năm 2017, bắt đầu từ Biển Đông với yêu sách tứ xa và tuyên bố với hành chính đây là một trong những bước thực hiện yêu cầu yêu sách này của Trung Quốc để bắt đầu thành lập những cơ sở địa lý của Trung Quốc ở trên Biển Đông. Đây là hình ảnh bản đồ yêu sách tứ xa của Trung Quốc nhằm thôn tính Biển Đông. Trung Quốc đang thực hiện việc thể chế hóa cái gọi là tứ xa trong hệ thống quản lý quốc gia, một bước đi mới để thực hiện mưu đồ độc chiếm Biển Đông. Yêu sách này có thể tóm gọn bằng 3 điểm. Thứ nhất, Trung Quốc có chủ quyền không thể chối cãi đối với Nam Hải và các đảo, bao gồm 4 nhóm đảo mà Trung Quốc gọi là quần đảo như Đông Sa, Tây Sa, tức là quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Nam Sa, tức là quần đảo Trường Sa của Việt Nam và Trung Sa là bãi đá ngầm. Một bãi đá ngầm hoàn toàn nằm dưới mặt nước, ngay cả khi thủy triều xuống thấp nhất và gần đây đưa thêm bãi cạn Sacbon của Philippines. Thứ hai, các nhóm đảo này là quần đảo và được sử dụng đường cơ sở thẳng để xác định đường cơ sở và vùng nước quần đảo. Thứ ba, các nhóm đảo này có vùng nước, quần đảo, lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế EEZ 200 hải lý và thêm lục địa tính từ đường cơ sở thẳng. Cũng cần chú ý, từ khoảng nửa năm sau năm 2019 đến nay, Trung Quốc bắt đầu cho tàu Hải Dương Địa chất 8 thăm dò tài nguyên trong vùng EEZ và thềm lục địa của Việt Nam, Malaysia, Brunei, Philippines. Về mặt chính trị và kinh tế, Trung Quốc luôn dùng sức mạnh để áp đặt các nước xung quanh Biển Đông, buộc các nước này phải chấp nhận yêu sách trái phép của mình. Trung Quốc cũng đã triển khai rầm rộ các tàu để tập trận trên các vùng biển ở khu vực. Như vậy, Trung Quốc đang triển khai thực hiện tất cả các biện pháp chính trị, quân sự, ngoại giao, quản lý hành chính cả nước và trên thực địa nhằm hiện thực hóa những yêu sách sai trái của mình trên Biển Đông. Và giáo sư James, chuyên gia luật hàng hải quốc tế tại Trung tâm Quốc tế Stockholm, Đại học Hải chiến Hoa Kỳ, còn nhận định như sau: tôi nghĩ chính quyền Bắc Kinh muốn khẳng định cái gọi là thành phố Tam Sa hiện đã chiếm hữu diện tích hơn 2 triệu km2, tức là thành phố lớn nhất trên trái đất và lớn hơn cả diện tích của nhiều quốc gia. Các chuyên gia cũng đánh giá rằng việc leo thang căng thẳng ở Biển Đông cũng là giải pháp để Trung Quốc gây áp lực trên bàn đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC tới đây. Và việc Trung Quốc tạo thêm 2 đơn vị hành chính quản lý ở Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam là hành động khiêu khích, bất tuân luật pháp quốc tế và là hành động vi phạm tuyên bố của các bên về ứng xử ở Biển Đông DOC và làm suy yếu nghiêm trọng các cuộc đàm phán giữa Trung Quốc và các nước hiện nay thuộc Hiệp hội các nước Đông Nam Á, ASEAN đối với vấn đề tiến tới một COC ràng buộc về mặt pháp lý sắp tới. Đây là hình ảnh hội nghị quan chức cấp cao ASEAN-Trung Quốc về thực hiện tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC tại Hàng Châu, Trung Quốc vào tháng 5 năm 2019. Giáo sư Cathay, Đại học New South Wales, Úc khẳng định Trung Quốc cụ thể đã có những sai như sau. Đầu tiên, hành động của Trung Quốc là sự khiêu khích bởi nó đi ngược lại tinh thần một văn kiện giữa Việt Nam và Trung Quốc về thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển, vốn được lãnh đạo đảng hai bên đã nhất trí vào tháng 10 năm 2011. Và hành động của Trung Quốc làm xói mòn niềm tin giữa hai nước vì nó liên quan và vi phạm những cam kết của Bắc Kinh mà họ sẽ giải quyết tranh chấp trong hòa bình thông qua đối thoại và các nước có sự quan tâm trực tiếp. Thứ hai, hành động của Trung Quốc là phi pháp, đặt dưới luật pháp quốc tế. Trung Quốc kiểm soát Hoàng Sa thông qua xâm lược và thôn tính vào tháng 1 năm 1974. Luật pháp quốc tế không công nhận chủ quyền có được thông qua việc xâm lược chiếm. Thứ ba, Trung Quốc và ASEAN đã thống nhất về DOC năm 2002. Điều 5 của DOC ghi rất rõ. Các bên cam kết tự kiềm chế trong các hoạt động vốn sẽ làm phức tạp tình hình, leo thang căng thẳng và ảnh hưởng tới hòa bình và ổn định. Hành động đơn phương của Trung Quốc đã làm tình hình phức tạp một cách nghiêm trọng đối với tranh chấp và ảnh hưởng tới hòa bình, ổn định trên Biển Đông.
chính quyền Trung Quốc sẽ ra những quy định và chỉ thị vốn sẽ ảnh hưởng lớn tới chủ quyền và tài phán của Việt Nam. Thứ tư, văn bản đàm phán về COC không xác định khu vực nào ở Biển Đông mà COC sẽ bao phủ. Tuyên bố của Trung Quốc về đơn vị hành chính mới ở Trường Sa là một động thái phủ đầu nhằm đẩy lùi tuyên bố chủ quyền của Việt Nam cũng như Philippines ở đây. Và trong bối cảnh này, Việt Nam và các quốc gia trong khu vực và có liên quan tâm phải hết sức tỉnh táo, cảnh giác và đề phòng, đồng thời quyết liệt về mặt ngoại giao, công khai phản đối yêu sách phi pháp của Trung Quốc. Đây là hình ảnh người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng tại buổi họp báo trực tuyến vào chiều 26 tháng 3 năm 2020 lên tiếng về việc Trung Quốc vừa đưa vào hoạt động hai trạm nghiên cứu trên đá Subi và đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ, khẳng định tiếp như sau: Chúng ta cần phải chính thức lên tiếng phản đối các hoạt động và động thái của Trung Quốc, từ việc thành lập các đơn vị hành chính đến cả việc đặt tên lần này. Đồng thời, Việt Nam cũng nên xem xét công bố những tên gọi của riêng mình cho các đảo đá và cấu trúc địa lý trên Biển Đông. Và Thạc sĩ Phạm Ngọc Minh Trang, giảng viên khoa quan hệ quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận định tốt nhất vẫn nên bình tĩnh, thận trọng, sử dụng các biện pháp ngoại giao như trao công hàm hoặc phản đối trực tiếp hay đưa ra sự việc ra diễn đàn quốc tế, quan trọng nhất là Liên Hợp Quốc. Trung Quốc không những có các hành vi gây phản ứng từ Việt Nam mà còn có các nước khác trong khối ASEAN, nên đây là lúc các quốc gia này đã có một điểm chung để hợp tác đối phó. Và là chủ tịch ASEAN, Việt Nam hiện nay ở thế chủ động để tập hợp tiếng nói chung lên án Trung Quốc có các hành động, hành vi đe dọa an ninh hòa bình tại Biển Đông, khu vực chung của ASEAN. Đặc biệt, Việt Nam hiện còn là ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Và tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế, Trường Đại học Khoa học và Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng uy tín của Việt Nam đang lên cao trên thế giới sau khi các hành động viện trợ vật tư y tế cho các quốc gia chống dịch COVID-19. Việt Nam cần phải tận dụng điều này để thúc đẩy truyền thông ra thế giới, chứng minh chủ quyền hợp pháp đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trung Quốc đệ trình văn bản gì liên quan đến Biển Đông lên Liên Hợp Quốc thì Việt Nam cũng phải đệ trình phản bác lại. Trung Quốc tự tiện đặt tên cho các thực thể trên Biển Đông thì Việt Nam cũng phải nói cho thế giới biết quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa bao gồm những đảo gì, thực thể nào. Và bất chấp các phản ứng quốc tế, Trung Quốc vẫn tiếp tục phổ biến các yêu sách chủ quyền vô căn cứ và lập luận như thể mình là nạn nhân của tình trạng không tuân thủ luật pháp quốc tế. Đây là hình ảnh tư liệu của lữ đoàn 125 được chụp vào thời điểm tàu HQ Hải quân 604 nhận lệnh ra đảo Gạc Ma và sau đó bị tàu chiến Trung Quốc nã pháo dữ dội và chìm hẳn. Hôm 17 tháng 4, một trong những tài liệu đệ lên trình lên Liên Hợp Quốc, Trung Quốc đã ngang ngược cáo buộc Việt Nam đưa quân xâm lược và chiếm đóng bất hợp pháp các đảo đá thuộc quần đảo Nam Sa của Trung Quốc, hòng tạo ra tranh chấp. Văn bản do phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc đệ trình còn nhấn mạnh Bắc Kinh đã liên tục phản đối sự xâm lược và chiếm đóng trái phép của Việt Nam trước khi lớn tiếng yêu cầu Việt Nam phải rút tất cả người và phương tiện, thiết bị ra khỏi các đảo đá đã xâm lược và chiếm đóng bất hợp pháp. Và trên thực tế, Trung Quốc luôn nói một đằng là một nẻo. Trong văn bản ngày 17 tháng 4, Bắc Kinh thậm chí không ngượng miệng mà đổi trắng thay đen lịch sử. Trung Quốc là nước duy nhất sử dụng vũ lực để kiểm soát và chiếm đóng trái phép các đảo đá trên Biển Đông, trong đó phải kể đến trận chiến vào ngày 14 tháng 3 năm 1988, Trung Quốc đã xua tàu chiến chiếm đá Gạc Ma, Cô Linh và Lendao thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, giết hại 64 chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam ở đây. Và bất chấp sự chống trả kiên cường và phản đối quyết liệt của Việt Nam, Trung Quốc đã chiếm giữ bất hợp pháp đá Gạc Ma. Vào năm 2014, Trung Quốc ngang nhiên cải tạo Gạc Ma thành đảo nhân tạo và biến nó thành một tiền đồn quân sự phục vụ cho các yêu sách chủ quyền vô lý của mình ở Biển Đông. Và chuỗi hành vi của Trung Quốc ở trên biển đi cùng với những bê bối liên quan đến đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã khiến niềm tin của cộng đồng quốc tế với chính quyền Bắc Kinh suy giảm trầm trọng. Không thiếu các chỉ trích thừa nước, nước đục thả câu nhắm vào lãnh đạo Trung Quốc suốt thời gian qua. Việc lập ra các quận đảo đi cùng với các hành vi quyết liệt trên thực địa sẽ là cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng con lạc đà như câu nói, và khiến các nước sẽ phản ứng mạnh hơn. Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới của Chính phủ Việt Nam khẳng định tiếp: Hơn lúc nào hết, đoàn kết luôn là một sức mạnh vô địch, phải được duy trì và phát triển trong từng quốc gia, trong cộng đồng, khu vực và quốc tế. Vì vậy, dù Trung Quốc có toan tính sử dụng kế sách mượn gió bẻ măng hay thậm chí có cả kịch bản cố tình gieo gió nguy hại đến đâu chứ nữa, thì trước hay sau cũng bị phá sản
và ắt cũng phải gặp bão mà thôi. Ông nói vậy. Và Việt Nam cũng phải khẩn trương chuyển đổi sang thể chế dân chủ để liên minh với Mỹ và châu Âu cùng những nước tự do trên thế giới để chuẩn bị cho một tình huống xấu nhất khi xảy ra chiến tranh trên Biển Đông với Trung Quốc vào thời gian tới. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ ba, ngày 21 tháng 4 năm 2020 với bản tin Yêu sách tứ xa, thủ đoạn mới độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Các bạn hãy chia sẻ video này và để lại bình luận, cũng như bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.